đám cưới là một cái kết happy ending viên mãn mà tất cả các bộ đôi vẫn luôn mong chờ. Trong hình dung của chúng ta vốn dĩ ngày cưới sẽ có mặt khung cảnh lễ đường lộng lẫy trang hoàng tỉ mẩn, tinh tế bởi không ít nến ngang qua. Tuy nhiên đám cưới của thầy cô trường người ta sẽ đưa bạn đi hết ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác, bởi thay vì bát rau lấp lánh lung linh thì mọi cá nhân lại đổ dồn sự chú ý anh đô một bức vẽ cực đỉnh. Quả thực đấy là sự khác biệt mà chỉ khi thầy dạy sinh anh cô toán về chung một nhà thì cư dân mạng mới phân hát não như thế này. Bức vẽ xem là khó nhằn đối với cư dân mạng các ngày qua. Liên hệ với người chủ bức ảnh, cậu bạn có tên Phước Nguyên hiện đang là học sinh lớp 11A8 trường Trung học phổ thông Nguyễn Du tại Bà Rịa Vũng Tàu. Nguyên cho biết thêm bức tranh do chính thầy cô tự lên ý nghĩ đó anh tự vẽ trước ngày cưới. Cô giáo dạy toán anh đô trường khi cậu bạn còn học lớp 10. Cô thân với tụi mình lắm, cô hiền anh rất đơn giản thương, hiểu tính học trò nên bọn mình thương cô lắm. Thầy cũng vậy, cô anh thầy cả hai người đều lầy lội nên học sinh yêu anh quý mến. Phước Nguyên chia sẻ. Ấn tượng thứ nhất của cô giáo này đối với Phước Nguyên là cô khá nghiêm khắc, khó chịu anh hay mời cậu bạn lên hỏi bài. Ban đầu, Nguyên rất áp lực vì điều đó nhưng mọi thứ dần thay đổi theo thời gian, quan trọng có hôm đi học về, cậu bạn gặp một số trong những sự cố giữa trời trưa nắng gắt, không có sự giúp đỡ. Đúng lúc ấy, tình cờ hai thầy cô đi ngang qua, hỏi thăm rồi giúp các bạn ấy đi sửa xe tận tình. Một đám cưới đơn giản và giản dị nhưng đầy ắp niềm hạnh phúc. Cậu bạn cho hay, theo mình biết, bức vẽ trong ngày cưới là có nhu cầu của thầy cô về cuộc sống đời thường sau này, có nhiều hàm ý lắm mình cũng không hề giải ra. Nó mang đậm chất riêng của thầy cô, sự phối hợp giữa toán an sinh. Bất cứ ai khi thấy bức vẽ cũng đều bất ngờ, có phần hoang mang gì không nghĩ hai thầy cô lại hoàn toàn có thể quan tâm đến ra như vậy. Sau khi đăng tải, bức ảnh đã nhận nhiều comment tích cực cùng sự thích thú của cư dân mạng, nhiều bạn còn thử sức với việc đi tìm lời giải đáp. Facebook Quốc Mạnh cho biết thêm, theo mình thấy khi sau chính hiển di anh đô trái tim bốn ngăn ta thấy tình yêu, sự giao thoa qua lại làm nhịp tim tăng anh khi đi đến cực đại, cực tiểu nhiều lần thì thành lập hai có bốn cá nhân gồm hai trai, hai gái mang gen quan trọng của cha mẹ anh có hình ảnh bên ngoài hoàn hảo. Thầy cô mang nổi ám ảnh từ trường học đến wedding. Facebook Võ Quang Tiến comment. Facebook Sung Lâm cho hay, nam bên trái hình kính hiển di dạy sinh, nữ bên phải trái tim dạy toán, theo sơ đồ phả hệ sinh bốn đứa con, mang gen bình thường theo chiều 3 năm, chung kết sinh ngày 2 tháng 1 còn sinh ngày 50% ăn yêu nhau 3 năm.